rồi cho cái thằng này. Thằng này nó ốp vô tới đây nó ngưng ta. Vậy mà anh lỡ lòng chuyển tiền hết cho nó luôn rồi đó. Ôi trời ơi. Cái này nữa. Còn cái này chắc đồ tàu chừng mấy chục rồi. Mấy chục rồi. Hồi trước đó là triết lý của Duy Nguyễn là làm những cái nóc vô khung này nó phải đẹp như bên Bình Tân rồi đó. Nhưng mà sao nghĩ là thiết kỷ mình làm đẹp cũng từ lúc mà Bình Tân khai trương giờ chưa nào vô khen vào khung á. Thật ra thì Duy Nguyễn thấy nó cũng sang, kỹ khô siêu thị nó có đầy đó. Vậy thì tôi hỏi bạn siêu thị có sang không? Đất ở quận 7 nó mắc lắm, đất tất vàng các bạn. Đúng không? Làm bự quá nó uổng. Mình làm vừa vừa như vậy được rồi. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog của Duy Nguyễn. Ngày hôm nay là Duy Nguyễn có một sứ mệnh cực kỳ quan trọng nha các bạn. Qua đây chuẩn bị làm dự án đầu tiên của BBT quận 7. Nhưng mà cuộc đời nó không như mơ các bạn. Khi mà qua đây rồi dẫn Nguyễn team qua đây luôn á, gồm có camera trưởng nhưng camera thứ. Thì hai thằng trưởng thứ cộng lại ba ngày công nha các bạn. Các bạn cứ cộng lại 3 ngày công đi, còn Duy Nguyễn thì làm đó giờ không có đi lấy lương. Duy Nguyễn cũng biết công của Duy Nguyễn là nhiêu nữa. Nhưng mà buồn lắm các bạn ạ. Cái khâu, một số cái khâu nó chưa được hoàn chỉnh, trong đó là khâu vệ sinh. Nó bạn thấy nó còn hơi bị dơ dơ chút đỉnh nên Duy Nguyễn không thể nào quay được dự án home gym của mình. Nên cái dự án home gym của Duy Nguyễn chắc phải dời lại vài ngày nữa các bạn. Nó cũng tiếc lắm, nhưng mà tiện đây thì cũng có THOL Gym Center quận 7 đó, cũng có những cái điều đổi thay, những cái điều mới. Thì nhân đây cũng cập nhật tình hình cho các bạn cùng theo dõi. Bạn nhìn trên đây. Đây là gì? Máy lạnh Da Kinh 5 ngựa. Trời ơi má ơi. Hơi lạnh đầu tiên của BBT Building quận 7. Trời nó đã mà nó mát mà nó cái hơi thở mà tự nhiên sao đó các bạn. Các bạn đã nhớ nha, Da Kinh 5 ngựa. Da Kinh không nó chưa đủ giá trị mà nó phải 5 ngựa nữa nó mới giá trị nha các bạn. Ôi trời ơi. Thì tất cả những dàn máy lạnh của Duy Nguyễn ở đây khoảng hai mấy con. Thì nó đều là 5 ngựa hết các bạn. Thì cái việc mà 5 ngựa hay là 4 ngựa hay là 4 ngựa rưỡi gì đó. What? Nó cũng xảy ra một vấn đề tranh cãi ở trong cái vấn đề mà khi mà quyết định chọn lựa trong gói thầu máy lạnh. Thì cũng một số ý kiến của trong nội bộ công ty cho rằng có những vị trí thì nên 4 ngựa thôi. Còn 5 ngựa nó sẽ không hợp lý, nó sẽ hơi bị dư, chưa đủ sức lực. Nhưng mà Duy Nguyễn thì có một cái quan điểm nó khác. Tức là bây giờ 4 ngựa hay 5 ngựa nó hơn nhau có 5-7 triệu. Nó hơn nhau có 5-7 triệu mà. Nó bây giờ bốn ngựa đó người sao bài học dài khác rộng này đó nó bị hư hay là bị yếu yếu rồi nó lại không đủ nó không mua năm ngựa nhưng mà năm ngựa thì mình nó mạng nổ các bạn cho nó nó tròn miệng thôi. Tức là Da Kinh 5 ngựa, nó tự nhiên nghe nó là đã sao á, mà Da Kinh 4 ngựa là thôi. Đúng rồi anh em ạ. Da Kinh 5 ngựa, 3 pha, vậy đi. Các bạn có thể review máy lạnh, em camera có lại review máy lạnh đi. Máy lạnh của THOL đều là những máy lạnh này. Nhưng mà tại sao Duy Nguyễn đứng ở đây? Ở đây là cái con đầu tiên các bạn. Cái con đầu tiên nhưng mà là con lùn nhất nữa. Cái con này là con lùn nhất nha các bạn. Nó đứng ở đây là đã không? Đó, tầng này 3 con. Tầng này 3 con, mất phòng giáo đốc của Duy Nguyễn cũng có con máy lạnh này nữa. Rồi có cái thứ hai chia sẻ mình luôn. Đây là cái vòi phun. Cái vòi phun cái này là tư tưởng Duy Nguyễn nó khác rồi nha các bạn. Cái vòi phun bên Bình Tân là vòi phun xịn nhất á. Cái vòi phun Bình Tân á là mấy trăm ngàn con các bạn. What? Còn cái này chắc đồ tàu chừng mấy chục rồi. Mấy chục rồi. Hồi trước đó là triết lý của Duy Nguyễn là làm những cái nắp vòi phun này nó phải đẹp như bên Bình Tân rồi đó. Nhưng mà sao nghĩ là thiết kỷ mình làm đẹp cũng từ lúc mà Bình Tân khai trương giờ chưa nào vô khen vào phun á. Đó là cái đồ phun mà sẽ thấy khác của Bình Tân nha. Nhưng mà ngược lại á là cái này á là cái gì nhựa giả gỗ. 2 triệu mấy mét nó rồi nha các bạn. Cứ thi công này đi 2 triệu mấy mét. Rồi này đèn led ha, thấy nhìn không? Đèn led. Tất cả nhìn nó sẽ mang cái độ đẹp và độ sang mà căn bản là độ lâu nữa. Nếu mà cái chỗ này bạn chơi la phong không á thì nó sẽ rất là thường. La phong á, la phong bằng sơn lên đó bạn, giống như mấy cái tiệm mà phở phiết này nọ đó bên Cali đồ cũng la phong không đó. Thì la phong nó sẽ khác, còn gỗ nó sẽ khác. Tất nhiên gỗ nó ra bị một cái khuyết điểm nhỏ cho đây nó đi vân. Phải xử lý nha các bạn. Chưa xong luôn hết đâu. Rồi. Đây là cái bàn. Cái bàn như bà hổm như Nguyễn nói là giờ đã lắp kính cường lực rồi, đập đùng đùng luôn. Để cho nó đừng có dơ thôi, vệ sinh lao cho nó dễ. Đây là khu vực làm việc thôi. Còn logo. Bên đây là chơi logo đơn giản nhưng mà bạo lực, cái động xin lỗi bạn quyền lực nha các bạn. Logo thể hình online, logo truyền thống của THOL từ trước tới giờ. Rồi xong thông qua đây bạn thấy cái hệ này tủ này là gì? Giờ tôi Duy Nguyễn đố các bạn tại sao Duy Nguyễn làm cái hệ tủ ở đây. Đó.
Bây giờ muốn hiểu được tại sao Duy Nguyễn làm hệ tủ ở đây thì các bạn phải hiểu cái này. Mở cửa. Tại sao Duy Nguyễn phải mở như vậy? Chẳng qua là có cái này. Nhưng mà biết sao không? Chưa đấu điện bạn. Chưa đấu điện nên phải kéo vậy đó. Mốt có điện là tự động nha. Nên cửa bên quận 7 sẽ là cửa tự động. Wow. Chỉ trong 4 tòa nhà của BBT chỉ có cái cửa quận 7 là cửa tự động thôi bạn. Vậy thì đặt ra vấn đề cửa tự động nó có sang không? Thật ra thì Duy Nguyễn thấy nó cũng sang, khi khô siêu thị nó có đầy đó. Vậy thì tôi hỏi bạn siêu thị có sang không? Tự bạn trả lời. Nhưng mà nó lạ thôi. À, giờ đẩy ra, thấy không? Bật tam cấp, đi từ ngoài bật tam cấp bước vô. Cái tòa nhà của Duy Nguyễn chia theo tỷ lệ 3. Phía dốc đam là 4m, phía này là 8m. Phía cái bậc tam cấp là 8m đó nha bạn. 8m là gì? 8m là rộng hơn một cái nhà phố người ta rồi đó. 8m là rộng hơn cái nhà phố rồi. Bạn đi. Bây giờ bạn tự đi ngoài đi vô. Thôi cái cửa này nó mở ra phát một. Wow! Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Tất cả những gì Duy Nguyễn làm, Duy Nguyễn thiết kế đều có ý đồ. Nó đều có sự tư duy. Và Duy Nguyễn nhận định rằng mình thiết kế như vậy nó phải có một lý do gì đó, chứ phải tự nhiên nha các bạn. Rồi, ta thấy cái đó chưa? Rồi xong rồi cái cửa nó kéo lại. Giờ mà tôi kéo thôi, mốt nó sẽ kéo. Rồi đi vô phát một nhìn. Rồi, súp. Cái này mới là huy chương nè. Cái này huy chương nếu có và súp. Ok. Tủ này. Tủ này để gì đó mấy em? Thằng nào nó để giày tao quýnh liền luôn. Giày đi vô luôn, khỏi tháo. Rồi đi vô đây cái wheel là gì? Một khung cảnh gym uy nga tráng lệ. Đó, một khung cảnh gym uy nga tráng lệ. Một cái home gym bên tay trái 500 triệu. Wow. Một hệ thống cardio bên tay phải nhiêu triệu không biết luôn. Ok. Thấy không? Và ở trong đó là gì? Ở trong đó là những tấm ảnh mà sau này chưa in đó thôi. Dán hai cột đó, đập vô ở trên là hàng kệ súp. Nó tại hiện một cái sứ mệnh gì? Súp và gym, gym và súp. Trong câu thơ, trong bài hát, trong lời ca, chúa tể ngành gym, ông hoàng nghề súp. Đó, nhớ chưa? Rồi, đây là cái quầy lễ tân, nhỏ thôi, không làm nhiều quá tốn, nhưng tích uổng. Đất ở quận 7 nó mắc lắm, đất vàng các bạn. Đúng không? Làm bự quá nó uổng. Mình làm vừa như vậy được rồi. Đúng rồi anh em ạ. Đi vô đây mở cửa. Bây giờ giải thích tại sao có cái cửa này. Bên Bình Tân không có, quận 9 không có, quận 12 không có, nhưng mà bên này phải có cái cửa này. Đơn giản. Đơn giản là gì? Cái sự kết nối giữa trong và ngoài. Khi mà các bạn mở nhạc ở trong đây thì ngoài đây nó sẽ giảm một cái âm lượng khoảng chừng 1/3 nội công ở trong. Là nghe nó vừa phải. Nó sẽ có sự kết nối giữa người trong và người ngoài. Đó. Còn mô hình ở bên quận 9, quận 12 ở chỗ này là phòng yoga lối đi. Cái chuyện đó nó khác. Tại sao nó khác như vậy? Tại vì mặt bằng nó không đủ rộng, nó chỉ có 10m chiều ngang thôi. Bên đây nó 12m chiều ngang nên bố trí như vậy thì nó đẳng cấp hơn. Vậy thì những ai được vô home gym VIP mới được vô. Còn bình thường khách tập bình thường thì vô tập đây xong leo lầu tập. Những cái lầu Duy Nguyễn sẽ review sau. À, thấy không? Đây là cái khu sảnh lễ tân. Và cái dự án home gym của Duy Nguyễn, bữa nay Duy Nguyễn tính qua để làm đây. Nhưng mà tại sao không làm được? Ok. Chút xíu Duy Nguyễn sẽ nói, chưa hết bên đây. Bên đây nó còn nữa chưa hết đâu. Bên đây là gì? Bên đây á, và là bây giờ á, là anh tính anh chơi tấm hình vét màu trắng á, nâng cúp để dưới, ở trên bản đồ đại lý để trên. Tức là gì? Anh Duy Nguyễn nâng lên quá. Thông điệp bóng 7, thông điệp nghĩa bóng là gì? Duy Nguyễn nâng chữ F Việt Nam. Mà không phải nâng chữ F Việt Nam mà nâng 40 đại lý. Nâng 40, 50 đại lý phủ kính chữ S Việt Nam. Em thấy sao? Mày thằng trước mày nó còn lắng nghe nó còn được. Mày đằng sau lưng mày khiêng cái máy qua lại cạch cũng nữa. Giờ vô trong home gym tại sao mà gọi là chưa quay được đây. Rồi cái home gym. Trời ơi, trời ơi. Chưa làm được. Cái chỗ này nãy chưa nói. Quay lên hình xấu lắm ba ơi. Rồi cho cái thằng này. Thằng này nó ớt vô tới đây nó ngưng ta. Tao lại mày. Vậy mà anh lỡ lòng chuyển tiền hết cho nó luôn rồi đó. Cào thật đấy. Cái này nữa. Khó chịu vậy. Trời ơi. Quay cái này không có thấy nè. Trời ơi. Không quay được là đúng rồi.
Ủa mình có mang cây Olympic qua đây chưa em? Chưa. Tại sao quay? Trời ơi trời, thêm cái này nữa hả? Chết luôn ông ơi. Nặng quá. Thôi nói chung bạn thấy rồi đó, rất nhiều vấn đề chưa có thể quay hình ở cái phòng này được. Thôi các bạn ơi, bể quá, bạn nghĩ. Cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Đó, nội dung Duy Nguyễn đầu tiên là Duy Nguyễn chia sẻ, và Duy Nguyễn sẽ dẫn bạn tới hai chỗ, cái chỗ thấp nhất của BBT và chỗ cao nhất của BBT, và bạn đón theo dõi. Hay thì mua súp đi ba, lái xe là đương nhiên rồi, có chùa hoài.